Chào mừng các bạn đến với kênh đào coi miễn phí của mình nếu các bạn đầu tiên coi video trên kênh của mình thì các bạn hãy cho mình một like một đăng ký Kênh để cập nhật những video mới nhất về những dự án đào coi miễn phí có một câu hỏi đặt ra là sau sự kiện airdrop của hamster combat thì chúng ta có nên tham gia cái cái mùa 2 của họ hay không thì thì sau cái sự kiện airdrop của hamster combat và cách cách dần thì hai cái sự kiện này nó chạy nn and drop tương tự như nhau nó ưu tiên cho những người tuyển, tuyển, rep những người tuyển rep càng nhiều thì cái cái số đồng đồng coi của họ nhận được càng nhiều chỉ tội cho những anh em tham gia mà không tuyển được rep mà chúng ta siêng năng tắp táp hàng ngày làm nhiệm vụ của họ coi video cơ chơi game này nọ mà chúng ta nhận lại những cái đồng coi không được đáng là bao thì theo kinh nghiệm của mình là những dự án nào mà đã FOMO FOMO trong cái lúc mà hắn đang tham gia thì cái dự án đó chỉ là mang tiếng là tính chất nùa gà thôi các bạn ạ thì tại vì dự án rất là nhiều người tham gia thì cái đồng coi người ta chia ra rất là ít và khi cho dù họ có phát phát ra nhiều cái đồng coi đi nữa thì họ cũng chia chúng ta ít ít và khi lên sàn thì chúng ta không được đáng bao nhiêu được một một vài đô la cao năm ba mươi đô la đổ lại mà đánh đổi với mấy tháng trời chúng ta tham gia thì không đáng kể để chúng ta không đáng để chúng ta tham gia chúng ta chỉ nên tham gia những dự án nào mà chưa FOMO và và khi dự án FOMO giai đoạn cuối thì lúc đó là sắp TGE và trả đà đó thì dự án đó mới ngon các bạn ạ thì mình chia sẻ cho các bạn một cái dự án Unlink Unlink này thì dự án này chưa có phô các bạn nhé dự án này vừa vừa là sàn vừa là ví điện tử các bạn ạ thì ở trên app 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 đã có có app và chúng ta tải app về và chúng ta để đăng ký cái dự án này thì mình sẽ để cái đường link ở dưới cái video này các bạn tham gia các bạn tham gia ở trên web trước đi các bạn đăng ký ở trên web và chúng bạn tải tải app về chúng ta sẽ sẽ khai thác sau Tại vì chúng ta, chúng ta khai chúng ta tải app về, chúng ta tạo tài khoản trên app nó hay bị lỗi. Và hàng ngày chúng ta chỉ vô 24 giờ chúng ta khai thác một lần nhận cái đồng cái điểm FD của chúng ta. Và chúng ta đi tuyển ép để nhận những cái điểm FD. Và dự án này chưa mô các bạn nhé. Và mà dự án này sẽ kết thúc trong trong chắc khoảng quý 1. Quý 1 là 2025 thì sang năm, sang năm dự án mới chạy nó drop cho chúng ta thì chúng ta hàng ngày chúng ta sẽ nhận những điểm FD và làm những nhiệm vụ làm những cái nhiệm vụ của họ để nhận thêm những điểm FD này đó chúng ta làm những nhiệm vụ này vô cần em nè chúng ta dù chia sẻ tweet lại cái cái bài viết của ta của họ thì chúng ta sẽ sao chép cái cái đường link bài viết đó chúng ta dán vào đây chúng ta sẽ nhận cái điểm FD của họ và cái dự án này vừa là vừa là ví vừa là ví vừa là sàn giao dịch điện tử và khả năng dự án này thì cái giá giá phải ít nhất là phải trên hai ba đô la chứ không dưới không dưới hai ba đô la các bạn nhé đây là vừa là ví nhé các bạn nhé đây là mục minh Linh để chúng ta khai thác enderop nè và đây là ví nè ví web ba nè một cái các bạn ví 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 web ba nè đó tích hợp tất cả các các mạng và những cái chúng ta có thể giao dịch mua bán ở trên cái ví web 3 luôn nên dự án này rất tiềm năng các bạn nhé chưa phô mô chưa phô mô trong cái lúc khai thác thì chúng ta nên tham gia và dự án chỉ ngon ngon cái lúc phô mô mà khi đã được lên sàn và giá đẩy lên cao thì những người nắm giữ trước những người khai thác trước thì sẽ được hưởng lợi những cái những cái dự án mà chúng ta tham gia đó chứ dự án như dự án hamster combat và dự án cattian thì ưu tiên cho những người tuyển thép thì thì à, mang tính chất nồ gà thôi chỉ chứ, chứ à, những người à, những người à, khai thác hàng ngày lao động chân chính chúng ta chẳng được nắng bao nhiêu thì chúng ta không khác vì chúng ta là đi đi làm làm giàu cho những người uh, tuyển thép thì đây cái dự án này nè rất là ngon rất là tiềm năng rất công bằng cho tất cả mọi người ai tham gia trước sẽ được được nhiều và khi chúng ta được nhiều rồi khi cái dự án Nissan rồi lúc và lúc đó dự án đã thành công rồi thì cái độ FOMO ở trên mạng xã hội rất là cao và lúc đó là chúng ta đã nắm giữ được một số cái điểm, cái, cái điểm đồng coi của chúng ta rồi thì lúc đó là chúng ta muốn bán thì chúng ta sẽ được giá trị nhiều hơn và cái kèo tiếp theo là cái dự án Matchen các bạn không nên bỏ qua được ở trên cái kênh của mình thì mình đã nói rất là nhiều cái dự án Matchen này dự án này đáng đáng để chúng ta bỏ thời gian để chúng ta tham gia và dự án và dự án vẫn chưa chưa có cái thời gian công bố cụ thể để trả airdrop nhưng mà cái mạng chính của họ cũng đã hoạt động và một số cái đồng coi trên hệ sinh thái của họ đã phát triển những cái đồng ai em và một số cái đồng coi khác và một số đối tác của họ họ cũng đã hợp một số cái đối tác để phát phát hành ra cái sự kiện mega drop và trong thời gian tới họ sẽ ra rất nhiều cái sự kiện mega drop này và chúng ta sẽ tham gia ở cái sự kiện này và chúng ta sẽ hàng ngày chúng ta sẽ vô cửa em 8 giờ chúng ta vô nhận một lần chúng ta làm cái nhiệm, nhiệm vụ tách này đó chúng ta làm nhiệm vụ để nhận những cái điểm FD fan đi mời bạn bè để nhận những điểm FD chúng ta khai thác càng nhiều thì cái điểm mai mốt cái điểm bo này sẽ quy đổi đã đồng coi các bạn nhé không như cái dự án hamster combat đâu như dự án hamster combat chúng ta điểm càng nhiều hả chúng ta nhận lại cũng được bao nhiêu đồng đâu nó chỉ trả cho chúng ta là những ai tuyển rep tuyển rep nhiều thì không khác này gọi là đi nùa gà các bạn ạ nhưng ai tuyển rep nhiều thì được điểm nhiều và những người khai thác chân chính trả được đám bao nhiêu thì cũng khác là nửa cộng đồng tất cả mọi người chúng ta và chúng ta sẽ vô cái mục chơi game này nữa chúng ta nhận nhận thêm những cái điểm 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 con như các bạn nhé thì chúng ta cứ cố gắng siêng năng làm hai cái kèo này thì thành quả chúng ta sẽ có kết quả tốt thôi không như những cái kèo hamster combat và các tin dần và mình sẽ cập nhật cái dự án ở trên cái kênh của mình hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại